Ý. Đấy, cụ nhá, xem truyền hình trực tiếp nhá. Hôm nay cho vợ test cần thử cá. Ừ. Ui, ghê. Cái Ui. cá này. Cá gì to thì cần được đấy, cần 9 hạt đấy. Chạy tân nhá. Kéo đi. Úi, đang tét cần, vừa mua cần cho vợ đi câu. Đầu tư Quá cho to vợ đi luôn. câu được cá luôn. Chưa vào được. Đứng xa đây hơi dài. Không nghĩ cái ông đây. Chào chiến nha. Đấy. Con này phải tầm 4 cân. Ui. Lâu hơn nữa cả. Đứng vào đấy. Ui, cầu cá kiểu Mỹ. Ui, ui, ui. Chép này mà bây giờ cho câu thì không biết đi đâu mà lần. Ui. 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 Đây cũng nha. Đấy là hàng ngày câu được chưa? Đấy. Chân em này. Đấy. Câu chưa? Câu tốt rồi. Chưa. Được đấy. Hai cần thế là tốt đấy. Ui, chẹp. Cầm cước, cầm cước, cầm cước. Kệ này, cầm điện thoại. Cầm điện thoại đây để bê lên. Để cân đấy nhá. Đâu? Ui. Mệt rồi. Câu thôi. Bà đi câu anh Cường ơi. Nhìn thấy chưa? To chưa? Cho mãi em bây giờ cách ăn mới lớn đấy. Đây. Đấy. Ồ. Tác phẩm của bà xã câu rồi. Đấy. Này thì được chưa? Ồ, đẹp như tranh luôn. Trắng. Ngon chưa? Hả? Em câu đấy. Quạt không? 4 cân rồi. Chẹp thử. Đó. Thường 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 anh ạ. Chép thường. Vâng. Quá ngon luôn. Đấy. Ô kìa. Mở tay bây giờ. Sắp mở rồi anh ạ. Chăm cố cho các em lớn đẹp mà các anh đến cầu nhá. Dạ. Anh có úp không? Có úp không? Đấy, đánh cá là phải thế này, câu nó mới đã này. Không phải con leo teo câu làm gì cho nó mệt người ra. Được rồi. Chờ dịch vụ ao câu nhá. Thấy Này, cá câu ngon này, không? To cá không? này mà câu này. Em xinh chưa? Thả, cứ thả loại gì tí, bắt cái gì. Thôi nhá. Đấy. Thôi tắt đi, bận quá. Rồi, xin được kết thúc video nhá.